thiếu canxi có thể gây ra sỏi thận. Lâu nay chúng ta thường biết là khi cơ thể thừa canxi thì có thể gây sỏi thận. Thế nhưng các bạn có biết là thiếu canxi cũng có thể gây ra sỏi thận? Theo nghiên cứu cho thấy, nếu bổ sung không đầy đủ canxi thì các lượng oxalat sẽ liên kết với canxi có trong đường nước tiểu và canxi có trong đường tiêu hóa để gây hình thành nên sỏi thận. Để bổ sung lượng canxi cho cơ thể thì tốt nhất là chúng ta nên bổ sung qua bữa ăn. Chúng ta có thể ăn thịt, cá, trứng, sữa này, có trong phô mai này, có trong các loại rau xanh này. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể bổ sung một lượng canxi từ bên ngoài, đó chính là canxi nano. Canxi này là dạng canxi nano. Nano là cái phân tử nhỏ nhất giúp thẩm thấu và hấp thu tối đa nhất vào cơ thể luôn. Trường hợp nào thì nên bổ sung canxi? Đối tượng tuổi dậy thì này, các bạn đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy này, hay gặp cái tình trạng như xương khớp của tên kêu lục cục mỗi khi đứng lên ngồi xuống này, hay là cảm giác bị tê bì mỗi khi nằm một thời gian quá là lâu. Mình sử dụng giữa cách dùng nhá. Canxi này ngày dùng cho mình ngày một viên duy nhất sau ăn, sau bữa ăn sáng hoặc là sau bữa ăn trưa, tuyệt đối không uống canxi sau 5 giờ chiều nhá. Canxi mà dùng sau 5 giờ chiều nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề như lắng cặn, tạo sỏi và hại thận, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe chúng ta nếu mà chúng ta dùng không đúng cách. Bổ sung canxi là điều vô cùng cần thiết, không chỉ đợi đến lúc chúng ta đau rồi, tê bì chân tay rồi chúng ta phải bổ sung, mà chúng ta hay bổ sung định kỳ hàng năm theo đợt nhá. Một năm bổ sung cho em 2 đợt, cứ đầu năm một đợt, ví dụ tháng 1, tháng 2, tháng 3 một đợt này, xong rồi chúng ta nghỉ dưỡng cắt quãng một đợt này, xong đến tháng 10, tháng 11, 12 là chúng ta lại bổ sung một đợt tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.